mệnh này tuyệt đối cấm đi viếng đám ma kẻo đen đủi cả năm, đại hạn triền miên. Tại sao người bị bệnh không nên đi đám ma? Trong cuộc sống, đám ma là một nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ và tiễn đưa người thân yêu ra đi. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà chúng ta nên lưu ý, đó là việc người bị bệnh không nên tham gia đám tang. Vì sao người bị bệnh không nên đi đám ma? Truyền thống dân gian luôn nhắc nhở về hiện tượng hơi lạnh phát ra từ người chết trong đám ma. Nguyên nhân của hiện tượng này là do môi trường bị nhiễm khuẩn do xác chết phát tán. Người chết có nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều so với người sống. Khi chết, vi khuẩn trên cơ thể người chết bắt đầu lan ra không khí. Theo các nhà khoa học, sẽ mất khoảng 6 tiếng để vi khuẩn trên người chết hoàn toàn di tản, nhường chỗ cho các vi khuẩn gây hại. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng mọi người nên hạn chế tiếp xúc với người chết trong vòng 6 tiếng sau khi qua đời. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều người vẫn giữ xác chết trong nhà lâu hơn do tập tục, đợi thời gian phù hợp. Hiện tượng hơi lạnh từ người chết có ảnh hưởng tiêu cực đến người có sức khỏe yếu và những người mắc các bệnh về xương khớp, bệnh mãn tính, gan, viêm nhiễm. Đã có nhiều trường hợp chứng minh điều này là sự thật. Rất nhiều người trở nên ốm hoặc bùng phát bệnh sau khi tham gia viếng thăm đám ma mà không hề biết. Vì vậy, việc kiêng kỵ hơi lạnh từ người chết là hoàn toàn có cơ sở khoa học và cần được lưu ý, đặc biệt là đối với những người có bệnh kiêng đi đám ma. Những bệnh kiêng đi viếng đám ma. Qua những lý giải của y học về định nghĩa người mất và cách hiểu của dân gian về hơi lạnh trong đám ma, chúng ta có thể trả lời ngay cho thắc mắc tại sao người bị bệnh không nên đi đám ma. Thực tế, việc mắc bệnh nặng hơn do tiếp xúc với hơi lạnh trong đám tang là rất phổ biến, đặc biệt đối với những người mắc các bệnh huyết áp cao, phong thấp, ung thư. Và điều này hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác thì không phải ai cũng biết. Hơi lạnh trong đám tang thực ra là dấu hiệu cho thấy môi trường đã bị nhiễm khuẩn do xác chết phân tán. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh khi tham dự đám tang, các bác sĩ thường khuyên những người có sức đề kháng yếu như người già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, người dễ suy yếu sức khỏe, phụ nữ mang thai, nên tránh đến đám tang. Ở một số vùng miền, nhiều nhà còn đặt một lò than ở cửa ra vào và đốt các loại thảo dược như quả bồ kết hoặc vỏ bưởi để khử trùng không khí. Thực ra mục đích của việc này là sử dụng hơi nóng từ than và mùi khói từ các loại thảo dược để hỗ trợ sát khuẩn môi trường, đồng thời giữ ổn định thân nhiệt cho những người tham dự đám ma, giảm thiểu bớt nguy cơ nhiễm khuẩn. Dưới đây là danh sách những đối tượng và căn bệnh mà khi mắc phải thì người bệnh không nên đi đám tang để tránh mọi hậu quả không mong muốn. 1. Bị đau mắt có nên đi đám ma? Nhóm này cần tránh tiếp xúc với hơi lạnh từ người chết, vì hơi lạnh từ đám ma có thể làm tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Khi mắt bị đau, các cấu trúc trong hốc mắt trở nên nhạy cảm hơn. Vi khuẩn từ cơ thể người chết có thể gây viêm nhiễm mắt nặng hơn, tạo ra tác động tiêu cực. Khi bị mắc bệnh đau mắt, các bộ phận ở hốc mắt của người bệnh sẽ trở nên nhạy cảm hơn và rất dễ bị xâm nhập bởi các vi khuẩn phát ra từ thi thể của người chết, từ đó khiến cho bệnh trở nặng hơn. Những người đang bị cảm, bệnh ốm thì cũng phải lưu ý, vì lúc này sức khỏe của bạn là rất yếu, vì thế nguy cơ bị vi khuẩn tấn công cũng sẽ rất cao. 2. Phụ nữ, người già, trẻ em không nên đi viếng đám ma. Nhóm này rất dễ bị tổn thương và có sức đề kháng yếu. Việc tiếp xúc với hơi lạnh trong đám tang có thể gây nguy cơ sẩy thai, sinh non hoặc suy yếu sức khỏe. Đồng thời, tâm lý thương xót và tác động không tốt từ việc tham dự đám tang có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và cả thai nhi. Thông thường, trong trường hợp có tang, phụ nữ mang thai, người già và trẻ em thường được chuyển đến những nơi ít tiếp xúc nhất với người chết để tránh nguy cơ nhiễm lạnh. 3. Người mắc bệnh mãn tính, bệnh tim mạch. Những người mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, bệnh phổi, huyết áp cao, tiểu đường và các bệnh lý khác cần đặc biệt lưu ý khi tham dự đám tang. Việc tiếp xúc với hơi lạnh và môi trường nhiễm khuẩn trong đám ma có thể gây tổn thương và tăng nguy cơ viêm nhiễm, gây cản trở trong quá trình điều trị và tái phát bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời và sử dụng đúng thuốc, người bệnh có nguy cơ mắc phải biến chứng và bệnh trở nặng hơn. Các bệnh về tim mạch và xương khớp mãn tính rất nhạy cảm với hơi lạnh. Mặc dù bệnh về xương khớp không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có thể gây đau nhức, biến chứng và dẫn đến khuyết tật nếu không được xử lý kịp thời. 4. Người bị cắn bởi chó dại. Người bị cắn bởi chó dại tuyệt đối không nên tham dự đám tang. Có những trường hợp khi người bị cắn bởi chó dại tham dự đám tang đã phát triển bệnh dại và không thể chữa trị. Ngoài việc tránh đám tang, người bị cắn bởi chó cũng cần tiêm phòng đầy đủ và cẩn thận, bất kể con chó có bị nhiễm bệnh dại hay không. Điều này giúp phòng tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai, vì hiện tại chưa có phương pháp chữa trị tuyệt đối cho bệnh dại. 5. Người mắc bệnh ung thư. Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học cụ thể chứng minh tác động của việc tham dự đám tang đối với người mắc bệnh ung thư, nhưng trên thực tế đã có nhiều trường hợp phát hiện sự gia tăng di căn của bệnh ung thư sau khi tham dự đám tang.
Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng việc tham dự đám tang gây tái phát hay di căn của ung thư. Hiện nay, vấn đề này được cho là những trường hợp tình cờ xảy ra. Do đó, việc quyết định có đi đám tang khi mắc bệnh ung thư không là tùy thuộc vào từng người. Nếu người bệnh quyết định tham dự thì cần chú ý duy trì sức khỏe tốt và tâm lý ổn định. Tránh gắng gượng và không để đau đớn quá mức ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm thông tin về bí ẩn tâm linh thắng cô hồn cần biết ngay. Những điều kiêng kỵ trong thắng cô hồn bạn phải tránh kẻo vong theo. Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, thắng cô hồn hoặc thắng xá tội vong nhân rất được coi trọng. Vào tháng này, những lễ tiết cúng bái trang trọng sẽ được người dân thực hành. Bên cạnh đó, mọi người cũng truyền tai nhau một số điều cấm kỵ để mong cầu gặp may mắn và bình an. 1. Đi chơi vào ban đêm. Theo quan niệm xưa cũ, ma quỷ hoạt động rất nhiều vào ban đêm của tháng cô hồn. Bởi vậy, bạn tuyệt đối không nên đi chơi khi màn đêm buông xuống để những điều xui rủi không có cơ hội bám giết lấy bạn. 2. Phơi quần áo vào ban đêm. Phơi quần áo vào ban đêm cũng là một trong những điều cấm kỵ khi tháng cô hồn đến. Ban đêm là thời điểm thế giới ma quỷ hoạt động một cách nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Quần áo của bạn rất dễ bị ma quỷ ám vào và đem đến điều không may. 3. Gọi tên nhau trong đêm. Réo gọi tên của nhau trong đêm cũng là điều bạn phải tránh không chỉ trong tháng cô hồn vì ma quỷ sẽ nhanh chóng nhớ tên. Nếu phạm phải điều này có nghĩa là bạn đang rước họa vào thân. Vì vậy, trước khi định gọi tên nhau thì bạn hãy tỉnh táo để dừng lại kịp thời. 4. Ăn vụng đồ cúng. Không riêng đồ cúng trong tháng cô hồn mà bất kỳ đồ cúng trong tháng nào thì bạn cũng tránh ăn vụng. Đồ cúng được quan niệm là của thiên, của địa nên hành động của bạn được coi là sự xúc phạm những người đang sống tại thế giới khác. Chỉ một chút sơ suất thôi thì bạn đã có thể tự mình rước họa vào thân rồi. 5. Ở nhà một mình. Ở những nơi có đông người, ma quỷ thường bật chế độ né tránh. Điều này nghĩa là ma quỷ rất dễ xâm nhập và ám ảnh bạn khi bạn ở một mình, nhất là trong tháng cô hồn. Chúng sẽ đến và quấy rầy bạn khiến bạn thấy bất an và không thể nào chìm vào giấc ngủ. 6. Quay đầu lại khi đang đi qua nơi vắng vẻ. Mọi người thường có tâm lý lo sợ khi đi qua nơi vắng vẻ nên ngoảnh đầu lại phía sau để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, bạn phải giữ một cái đầu lạnh để đi qua đoạn đường đó thật nhanh. Nếu không thì bạn đang tạo cơ hội để ma quỷ trêu chọc mình đấy. 7. Cắm đũa lên giữa bát cơm. Trong văn hóa Á Đông, cắm thẳng đôi đũa vào giữa bát cơm được coi là điều cấm kỵ. Hành động kiêng kỵ này chẳng khác nào việc cắm bát hương ở chính giữa mâm cơm. Mời vong linh của người đã khuất về dùng bữa. Đừng tiếc like và comment khi xem video.